Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em xin phép chia sẻ gửi đến quý cô chú, anh chị và các bạn xem tham khảo chiếc tô lét cừ Domane XL5 đời năm 2019 ạ. Khung carbon, càng carbon, size 44. Khung sườn ngang là 501mm ạ. Cây khung sườn ngang cũng có chày nhẹ một chút. Giống đứng 390mm ạ. Cây khung sườn đứng có ghi 44 là size khung sườn ạ. Dây đi âm khung sườn. Khung sườn xe Taiwan sản xuất ạ. Khung càng carbon ạ. Khung càng carbon ngay chỗ này cũng có chày nhẹ một chút. Ngay chỗ này ạ, chày mờ mờ thôi ạ. Cây phía sau chỗ này cũng có chày nhẹ. Chỗ này cũng chày nhẹ một chút ạ. Kiểm tra bên trong khung sườn ạ. Dò dĩa 105 R7000 ạ. Dò dài là 165mm. Đề ngay chỗ này cũng có chày. Líp vệ sinh sạch sẽ, còn rất mới ạ. 2 x 11 tóc ạ. Niền và lớp còn tốt ạ. Phô tăng dài 60mm ạ. Còn ghi đông ngang phủ bì là 360mm ạ. Tay lắc 105 R7000 ạ.
Dạ, em đổi chiều xe ạ. Cây khung sườn ngang bên cạnh này cũng có chày nhẹ một chút. Khung sườn còn tốt à. Ngay chỗ này cũng có chày nhẹ một chút. Ngay đây cũng có chày ạ. Chỉ chày sơ nhẹ thôi, chứ không có ảnh hưởng gì bên trong khung sườn ạ. Tay quay 105 còn rất đẹp ạ. Ma phanh 105 ạ. Niềng bông toria, mấy tem dán cũng có hơi chày một chút. Ngay đây cũng có một vết chày. Tay lắc ngay chỗ này cũng có chày ạ. Dạ, em quay đến đây cũng giáp dòng xe hết rồi ạ. Và bây giờ em xin phép báo giá nhận ship chiếc Domane SL5. Xe về đến Việt Nam của mình là 47 triệu ạ. Chiếc Domane này chiều cao phù hợp từ 1m50 đến 1m55 là sử dụng ok ạ. Dạ, nếu như quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ em qua Zalo. Video đến đây em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.